Hello, xin chào cả nhà nha. Em gói gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Nên xin phép em giới thiệu một con đồng hồ. Con này con gì em quên rồi. A là bà A là gì không biết, cạp cáp gì nữa. Con này ngoại hình còn quá đẹp ha. Da băng luôn. Con này có rất là nhiều chức năng ha, nó chạy song song hai loại đồng hồ luôn. Một loại đồng hồ cơ nè ha. Quý khách thấy không? Đang chạy cơ ha em. Nè quý khách thấy không? Hiện giờ nè 5 giờ 29 vậy nè ha. Có chuông báo thức gì nè đó ha. Đó, quý khách chịu khó về mò chỉnh giùm em ha. Chỉnh đồng hồ số quá. Đó. Chỉnh ha. Báo thức mày đỡ là nó nhóc quá trơn nè. Con này quá đẹp quá, bự quá nặng ha. Con này thì em bán giá công khai là 500 ngàn nha, chưa bao gồm phí ship. Em hay dán cái mạc lắm để quên, mà hôm nay mấy cái này lu bu quá em quên dán rồi. Con này da băng ha. Con này em bán giá 500 ngàn, chưa bao gồm phí ship. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng, xài, biếu, tặng, cho gì đó, hợp ý, hợp nhãn, hợp mắt, hợp gió tiền thì liên hệ em ha, qua các Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt hay Messenger. Em bán và ship sơ đây toàn quốc nha. Rồi em bán qua các trang Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.